Theo tờ Marca, sau 2 năm sinh sống như vợ chồng, Arturo Vidal đã chia tay cùng bạn gái lâu năm Sonia Isaza. Không chỉ Marca, truyền thông Chile cũng rộ tin đồn Sonia Isaza và ngôi sao của Barcelona đã đường ai nấy đi. Thậm chí, một số nguồn tin thân cận còn cho rằng Vidal đã chủ động chia tay Sonia vì đã chán người đẹp có cơ bụng 6 múi này. Trên Instagram, Vidal đã xóa sạch những bức ảnh từng chụp chung rất tình cảm với Sonia. Ngoài ra, tiền vệ của Barca còn không theo dõi tài khoản mạng xã hội của người từng đầu gối má kề với mình. Về phía Sonia Isaza, cô người mẫu thế hình này chỉ giữ một bức ảnh vui vẻ với Vidal trên Instagram. Người đẹp Colombia đã đăng tải lên mạng xã hội của mình có gần 3 triệu người theo dõi một bài hát Tình yêu đã chết. Một dấu hiệu mà người hâm mộ và báo giới cho rằng Vidal và Sonia Isaza đã không còn trách không buồn đâu nữa khi tình chia hai lối, mỗi người một nơi. Wow. Để trở nên xứng đôi vừa lứa với cô bạn gái trẻ, khỏe, Helen Sterling Holt, huyền thoại Manchester United Ryan Giggs đã quyết định cấy thêm tóc. Viện MHR vừa tung lên tài khoản mạng xã hội của họ bức ảnh huấn luyện viên trưởng đội tuyển xứ Wales bắt đầu kết thúc liệu trình cấy ghép tóc bằng tia laser. Sau 2 tuần thực hiện việc cấy ghép, tóc của huyền thoại Man United đã mọc rất đều và đẹp. Trong Ryan Giggs, phong độ và trẻ trung hơn hẳn so với khi anh bị bệnh hói đầu. Một số nguồn tin còn cho rằng Ryan Giggs quyết định đi cấy ghép tóc vì rất yêu đời do đang sống hạnh phúc bên người tình mới là một cô nàng DJ trẻ trung. Tin đồn Ryan Giggs đang sống như vợ chồng với Helen Sterling Holt rộ lên từ đầu tháng 11 năm 2019. Được biết, người đẹp Manchester này là DJ có tiếng ở nước Anh và là cổ động viên của Man United. Chắc hẳn là đêm nào vợ cũng đánh DJ cho chồng múa quạt. Một trường hợp cực kỳ hy hữu nữa của nữ tiền đạo kỳ cựu người Mỹ Alex Morgan. Mặc cho cái bụng lùm lùm ở tháng thứ 6, cầu thủ người Mỹ từng 2 lần giành danh hiệu vô địch World Cup vẫn chạy trên sân tập. Đồng thời, Alex Morgan còn thực hiện những cú sút đầy uy lực. Cô ấy thực sự là nữ cầu thủ siêu nhân, một fan cô đã nhận xét trên Twitter. Tuy nhiên, cũng có những fan cho rằng điều này ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của thai nhi. Mặc dù vậy, tiền vệ Servando Carrasco, đồng thời là hôn phu của Alex Morgan cho rằng việc vận động như vậy còn tốt hơn thay vì chỉ quanh quẩn trong nhà. Ồ, cách này cũng hơi lạ đó. Mai mốt mà Ed có lỡ dính bầu thì Ed chắc cũng sẽ chạy trên sân tập hùng hục như là Alex Morgan. Hậu vệ Theo Hernandez của AC Milan đã có thể kê cao gối mà ngủ sau khi được minh oan khỏi vụ cưỡng hiếp người mẫu có tên Luisa Kramleva. Lời cáo buộc đồng trời của Luisa Kramleva đem lại phiền toái cho Theo Hernandez. Mặc dù đã chuyển sang thi đấu cho AC Milan, nhưng Theo Hernandez vẫn phải quay trở về Tây Ban Nha theo lệnh triệu tập của tòa án. Nhưng rất may cho anh chàng là những lời cáo buộc từ Luisa Kramleva không đủ thuyết phục được cảnh sát Tây Ban Nha. Bộ phận điều tra đã lật tẩy được màn không vú của vu khống của Luisa nhằm vào Theo Hernandez và lập tức bắt giữ cô nàng này. Theo kết quả trích xuất từ hình ảnh camera tại bãi đậu xe, Theo Hernandez đã cư xử cực kỳ lịch thiệp với cô nàng, đồng thời không hề đụng chạm cô ấy. Đặc biệt, kết quả giám định pháp y cũng cho thấy những vết thâm tím bầm dập là do Luisa Kramleva tự gây ra cho mình, rồi chu an giá họa cho Theo Hernandez. Maria Yumasheva, cháu gái của cố tổng thống Nga Boris Yeltsin, vừa có chuyến đi nghỉ cùng với tiền đạo Fyodor Smolov của câu lạc bộ Lokomotiv Moscow tại hòn đảo St. Pauls ở vùng biển Caribe. Theo tờ Daily Mail, chân sút 29 tuổi này đã lên kế hoạch làm đám cưới với nữ diễn viên sắp bước sang tuổi 18 vào tháng 4 tới. Trong khi đó, Yumasheva cũng tỏ ra rất háo hức khi từng bước biến giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thành hiện thực. Bằng chứng là nàng wife xinh đẹp này đã liên tục chia sẻ những hình ảnh vui vẻ bên cầu thủ người Nga lên mạng xã hội Twitter. Với Smolov, đây sẽ là lần thứ hai mà chân sút chủ lực của Lokomotiv khoác lên mình bộ trang phục chú rể. Trước đó, Smolov từng làm đám cưới rình rang với Victoria Lobireva, cựu hoa hậu Nga vào giữa năm 2013. Đáng tiếc sau đúng 18 tháng chung sống, anh và vợ Victoria đã phải dắt nhau ra tòa sẽ hùng thủ. Hy vọng mối tình mới với cô nàng em chưa 18 này sẽ đơm hoa kết trái và bền chặt hơn nhà Smolov.